cả các chị em đã đến với kênh mỹ phẩm trên hãng Shop Thật Cứng nha. Hôm nay em sẽ gọi là live stream về tất cả những mỹ phẩm tại shop bên em, đặc biệt là bên em là kho sỉ chuyên bán buôn bán sỉ cho tất cả những dòng mỹ phẩm chất lượng chính hãng 100%. Mọi người có thể là mua hàng trực tiếp qua cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị A Lip chuyên sỉ mỹ phẩm, hoặc là qua cái trang Bayer của bên em là mỹ phẩm chính hãng shop bát cứng để được đặt hàng, hoặc là kem tím shop bát cứng để được đặt hàng. Bên em là kho sỉ sẽ có 3 số điện thoại Zalo. Số thứ nhất là số 0933 766 739. Số thứ hai là số 077 3339 279 để được đặt hàng. Hoặc là qua cái số thứ ba là số 0355 838 057 nha. Chị nào mà cần mua thì có thể là liên hệ qua cho em nha. Đặc biệt là bên em là kho sỉ nên hàng lúc nào cũng có nhiều hết. Mọi người thấy xung quanh em toàn là mỹ phẩm không à. Thì bây giờ, ngay bây giờ em sẽ live stream. Chị nào mà muốn mua thì có thể là gọi điện alo trực tiếp cho em để được đặt hàng. Qua số hotline là 0355 838 057 để được đặt hàng nha. Luôn luôn là cam kết là hàng chuẩn chính hãng 100%. Nên mọi người đừng có gọi điện hỏi em là ừ em ơi hàng có chính hãng hay không. Thì trong cái video này, trong cái live stream này thì em đã nói là hôm nay bên em live stream toàn là những mặt hàng chính hãng và bán toàn là những mặt hàng chính hãng thôi. Nếu mọi người cứ đặt hàng thì alo cho em báo số lượng cũng như là tên của sản phẩm để bên em được chốt đơn dễ nhất có thể nha. Thì ngay bây giờ em sẽ vào vấn đề luôn, em sẽ live stream từng món một cũng như là công dụng nè, cách sử dụng nè, rồi cái thông tin của sản phẩm từng chi tiết và sắc nét cho tất cả các chị yêu nha. Hôm nay cái món đầu tiên em giới thiệu là một cái toner của Pháp. Đây là một cái dòng sản phẩm chính hãng của Pháp. Và khi mà mấy chị rửa mặt xong ấy thì mấy chị cần nên là cân bằng độ ẩm cho da. Thì em này là em toner. Toner này thì dùng cho mọi loại da, kể cả da dầu, da nhạy cảm, da khô, da thường hay là da gọi là da da nhờn đều sử dụng được hết. Đây là một dòng sản phẩm toner của Pháp chính hãng với giá bên em đang phân phối với cái giá là 100.000 một chai nha. 100.000 một chai toner của Pháp. Ai lấy thì có thể là gọi điện trực tiếp cho em để được đặt hàng nha. Đây là một dòng sản phẩm toner của Pháp xài rất là ok và đặc biệt là nó cân bằng độ ẩm C, kích thích chân lông cực kỳ tốt luôn. Rồi tiếp theo đó là một cái dòng sản phẩm gọi là giảm cân. Đây là một cái dòng sản phẩm giảm cân bán rất là chạy luôn, đã rất là nhiều năm em bán cái dòng sản phẩm Bright Detox này rồi. Đây là một dòng sản phẩm là giảm cân của Thái chính hãng, được sản xuất từ những cái rau củ quả rất là chất lượng cũng như là những cái sản phẩm mà chất lượng nhất, ok nhất. Thì đây là một dòng sản phẩm giúp hỗ trợ là giảm cân là kháng mỡ bằng những cái thực phẩm như là rau xanh và trái cây của Thái. Đây là một dòng sản phẩm chính hãng. Mọi người thấy chỗ này có cái tem chống hàng giả không? Mọi người thấy cái tem không? Cái tem này là tem điện tử nè. Khi mà mấy chị mua hàng về để biết được là hàng mình mua có chính hãng hay không thì có thể là kêu cái tem này ra và sau đó mấy chị sẽ chép mã và nó sẽ gửi tới số gửi tới cái tin nhắn cho mình, hoặc là nó chép ra cái sản phẩm cho mình đúng có hàng chính hãng hay không nha. Thì cái dòng sản phẩm này khi mấy chị sử dụng rất là đơn giản, là sau khi mà mỗi buổi tối mấy chị đi ngủ ấy, là trước 30 phút là mấy chị xé cái bịch này ra và dùng 2 viên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút và uống thật là nhiều nước để cho những cái mỡ thừa nó sẽ cùng đi ra theo những cái đường nước tiểu hoặc đường phân để giảm cân một cách rất là an toàn và hiệu quả nha. Đây là một dòng sản phẩm giảm cân của Thái gọi là Detox Prime. Đây là một dòng sản phẩm được chiết xuất từ những rau củ quả và rất là an toàn, cực kỳ an toàn luôn. Nó có ngày sản xuất và hạn sử dụng như thế này nha. Khi mà chị mua dòng sản phẩm giảm cân này về thì uống thật là nhiều nước nha, đừng có kiêng cự gì hết, uống thật là nhiều nước. Em đảm bảo là sau một tuần thì cái vóc dáng của mấy chị sẽ được gọn hơn và giảm mỡ rất là nhiều nha. Tiếp theo đó là một cái dòng sản phẩm là trị khô và nứt nẻ môi trong cái thời tiết như thế này. Cái thời tiết này thì môi dễ bị bong tróc nè, bị khô nè, rồi bị gọi là nứt nẻ môi rất là nhiều. Thì đây là một cái biện pháp, đây là một cái dòng sản phẩm giúp hỗ trợ